Hạnh phúc đến từ cách nghĩ của mình. Thứ nhất, học cách tự cười vào bản thân sẽ giúp bạn thoải mái hơn. Chúng ta không thể tránh khỏi việc bị người khác phán xét và chế nhạo những khuyết điểm của mình vào một lúc nào đó. Thay vì rước lấy khó chịu vào người, bạn có thể học cách tự cười vào những điểm không hoàn hảo của mình. Đó là một cách thể hiện việc bạn tự tin với sự không hoàn hảo một cách hoàn hảo của mình. Biết thừa nhận mình thì mới dễ dàng tiến bộ. Thứ hai, mỗi người có một quan điểm riêng. Việc bạn và người khác không đồng quan điểm là một việc bình thường. Bạn không cần phải thay đổi nếu như quan điểm của mình không giống với bất kỳ ai. Chỉ cần bạn sống không hại mình, hại người, sống không hổ thẹn với lương tâm là được. Thứ ba, cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Sẽ có người được cuộc đời ưu ái về nhiều mặt hơn một số người khác. Việc này không phải lỗi của bất kỳ ai. Chúng ta buộc phải chấp nhận việc này dù không dễ dàng một chút nào. Bạn cứ cố gắng phấn đấu hàng ngày để hoàn thiện bản thân. Nếu không đạt được đến đích mình muốn thì ít nhất cũng tiến đến điểm xa hơn chỗ bạn đang đứng. Thứ tư, bạn sẽ không bao giờ có được mọi thứ mình muốn. Bạn sẽ luôn muốn một thứ mình không có trong một giai đoạn của cuộc đời. Ngay cả khi bạn đã có cái mình muốn, bạn sẽ lại muốn có thêm cái khác. Quan trọng là bạn nên cảm thấy hài lòng với những gì mình có thể bớt cảm thấy căng thẳng. Mỗi ngày chúng ta đều phải lựa chọn những việc nào nên làm và không nên làm. Hãy cân nhắc trước khi đưa ra lựa chọn để thời gian của bạn không lãng phí cho những việc không đáng. Thứ năm, cái gì cũng có hai mặt. Đừng vội tin những câu chuyện chỉ được kể từ một phía. Đừng để những hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội dắt mũi bạn. Hãy tìm hiểu mọi thứ thật kỹ càng trước khi đặt niềm tin. Thứ sáu, làm người tốt không bao giờ thiệt thòi. Có thể những người chọn cách sống lươn lẹo sẽ đạt được nhiều thành tựu nhanh chóng, nhưng những ai chọn làm người tốt mới có thể đi đường dài. Hãy là một người tốt, cho dù bạn có bị cuộc đời đối xử tệ bạc đến đâu đi chăng nữa. Đơn giản là vì làm người tốt trước hết giúp bạn có giấc ngủ ngon, vì không phải lo lắng bất cứ chuyện xấu nào của mình chẳng may bị phát giác. Thứ bảy, chỉ có bạn mới khiến bản thân bạn hạnh phúc. Nếu bạn trông chờ người khác đem đến hạnh phúc cho mình, thì hãy yên tâm là bạn sẽ phải thất vọng dài dài. Hãy yêu thương cuộc đời và con người mà lòng không chờ đợi sự gì cả. Như thế, bạn sẽ luôn được thanh thản. Hãy sống sao không thẹn với lòng. Dẫu người cô phủ bước sang sông, dù hoa kia chẳng vì ta nở, chờ mong chi suối chảy ngược dòng. Hãy sống cho tròn vẹn kiếp người, vui buồn thành bại cũng qua thôi. Xuân xôn xao lá chờ thu rụng, sống để thương cùng, sống thảnh thơi. Hạnh phúc không nằm trong ví. Một vị thiền sư nổi tiếng đã từng chia sẻ, hạnh phúc không nằm trong ví. Đúng là như vậy. Ta thường hay đùa với nhau, tiền là tiên là Phật. Có lẽ không ngoa khi có người nói rằng, cuộc sống hiện nay là cuộc sống của tiền bạc. Không ít người coi tiền bạc là trọng tâm của đời mình, sống để kiếm tiền. Vui ở tiền, mà buồn cũng ở tiền. Có tiền là có tất cả, mà mất tiền là mất tất cả. Nhưng liệu có đúng như vậy không?
Một bậc thầy tâm linh từng nói, con người hủy hoại sức khỏe của mình để chạy theo tiền bạc, rồi lại dùng tiền kiếm được để chăm sóc sức khỏe. Con người quá lo lắng cho tương lai, đến nỗi họ không biết tận hưởng giây phút hiện tại. Rốt cuộc họ chẳng thực sự sống trong hiện tại cũng như trong tương lai. Họ sống như thể mình là bất tử, để rồi chết đi một cách uổng phí, như chưa hề được thực sự sống. Bạn đã bao giờ nhìn thấy hình ảnh những chú chuột bạch miệt mài chạy trong chiếc bánh xe quay tròn, mà không biết rằng dù cố gắng đến mấy, nó vẫn không thể thoát được ra ngoài. Đôi khi chúng ta cảm thấy thương hại cho chúng. Suy ngẫm kỹ, ở một góc độ nào đó, cuộc sống của chúng ta cũng gần giống như vậy. Chỉ có điều, cái vòng luân hồi của chúng ta vô hình và khó nhận ra hơn mà thôi. Đã bao giờ ta đặt câu hỏi tại sao vẫn có rất nhiều người dù vô cùng giàu có nhưng cũng đầy khổ đau chưa? Và ngược lại, có rất nhiều người dường như chẳng lắm bạc tiền nhưng vô cùng hạnh phúc. Thậm chí trên thực tế, tất cả những bậc đại giác ngộ, những người được coi là hạnh phúc nhất trên đời, ví dụ như Đức Phật, lại không hề sở hữu một chút tiền bạc nào. Có vẻ như tiền không phải là con đường đưa đến hạnh phúc, hoặc ít nhất, nó không phải là con đường dành cho tất cả mọi người. Đức Phật đã dạy, tất cả đều xuất phát từ tâm. Khi lòng bạn an vui thì một bữa cơm đơn sơ cũng chứa chan hạnh phúc. Tâm bồn chồn bất an thì sơn hào hải vị cũng nhạt nhẽo vô vị. Khi hiểu được cơ chế vận hành của tâm và biết đủ, bạn sẽ tự khắc biết cách kiếm tiền một cách chính đáng và làm chủ đồng tiền. Trở về soi rọi nội tâm và trân trọng giây phút hiện tại, chúng ta sẽ nhận ra rằng chẳng có khoảng thời gian nào là lãng phí, bởi chúng ta tìm được niềm an lạc trong bất cứ công việc gì mình làm. Tâm hồn chúng ta sẽ rộng mở, hướng đến mọi người, mọi loài, và đôi khi đối với họ, chỉ riêng sự hiện diện của chúng ta thôi cũng có ý nghĩa hơn bất cứ tiền bạc nào. Trong suốt hành trình cuộc đời, tôi được hạnh ngộ nhiều người. Cuộc sống của họ xa hoa lộng lẫy không thiếu thứ gì. Đa số họ vẫn khổ đau ngồi trên tiền bạc. Chỉ có một số ít thực sự tìm được cõi bình yên của cuộc đời. Trái tim để biết yêu đời sống bằng tròn tình thiết tha, có đắng cay hạnh phúc, có nụ cười nước mắt, nhưng thăng trầm thay đổi kiếp nhân sinh một đời. Và sao không đến cùng sát chia vui buồn với những cuộc đời còn lắm nỗi lòng đong, và sao không đến chung ước mơ hạnh phúc, chung một rừng xây tình người hôm nay. Và sao không đến cùng sẻ chia vui buồn với những cuộc đời còn lắm nỗi lòng đong, và sao không đến chung ước mơ hạnh phúc, chung một rừng xây tình người hôm nay. Và sao không đến chung ước mơ hạnh phúc, chung một rừng xây tình người hôm nay.